thấy ấy nổi kìa. Đoạn đoạn này hơi thấp thấp, em hạ xuống hết rồi, em đẩy đẩy tí được ạ. Ờ, hơi một chút thôi. Một chút thôi. Hoặc là lắp 1.5. Vậy là em lắp. Đấy, hoặc là lắp 1.5 là được. Còn trên cái thành này em bo vào một chút nữa là được. Bo cái thành này. Đấy, có thể là em đan lược, em cắt kéo tỉa hoặc kéo cắt, xong rồi em la lại cho nó bo tròn lại. Tất cả trên tóc này em bắt lên em cắt đi khoảng độ 1 cm. Từ đây bắt hết cắt đều 1 cm xong la lại là thành một cái form đầu giả cua này. Nhá. Vâng. Hôm nay vừa học vừa giả cua gì nữa. Vừa mà cắt thì đúng không? Đúng ạ. Giả cua và phít. Giả cua đây, đầu cắt giả cua đây. Đấy, trên trắng không chú? Đúng rồi. Trên dưới trắng ở trên vẫn còn hơi xanh này. Đấy đấy. Bầm bầm này. Trên này tổng thể đi một chút. Đấy, rồi, phải, ok. Phải tỉa hết ở trên.